Thưa quý vị, và bên cạnh tôi lúc này là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, anh là nhà vô địch thế giới 7 lần liên tiếp, hạng bán chuyên nghiệp Muay Thái. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh để xem anh chuẩn bị như thế nào cho SEA Games 29 sắp tới nhé. Xin chào anh ạ. Xin chào quý vị khán giả. Và bây giờ, để hiểu rõ hơn về võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất thì mời anh Nhất và quý vị khán giả cùng đến với một phần đấy là hỏi nhanh đáp nhanh. Mai Phương sẽ đưa cho anh một số câu hỏi và anh sẽ có 10 giây để trả lời cho mỗi câu. Câu hỏi đầu tiên đấy là anh có thích biệt danh Độc Cô Cầu Bại mà người hâm mộ đặt cho mình không? Thích. Thần tượng của anh là ai? Ba mẹ. Ai là người đưa anh đến với Muay Thái? Tony Ya, đó là một diễn viên điện ảnh chuyên của Thái Lan, môn Muay Thái. Điều mọi người hay hiểu nhầm nhất về Nguyễn Trần Duy Nhất là gì? Đó là phần tập fitness thể hình, nhất là một võ sĩ chứ không phải là một vận động viên fitness thể hình. Fan hâm mộ đặc biệt nhất của anh là ai? Ca sĩ Duy Mạnh. Một tay lầy của Nguyễn Trần Duy Nhất mà ít người biết đến. Nhất có thể vẽ được.